Mỗi ngày một câu chuyện. Câu chuyện Ba Ba tìm nhà. Trời mùa thu mát rượi, nắng sớm lung linh chiếu trên mặt đất. Một chú ba ba vừa mới đạp dở giỏ trứng chui ra có được mấy ngày, đang ngơ ngác đi tìm nhà của mình. Chú nhìn thấy một cái vật tròn tròn dính trên một cái thân cây to bị đổ nằm ngang. Chú liền bò đến và hỏi: "Đây có phải là nhà của cháu không ạ?" Nghe tiếng động, một đàn ông bay dù ra. Bà ba sợ quá nghĩ bụng: "Có lẽ nhà của mình ở dưới lòng đất chăng?" Rồi chú bò đi, tìm thấy một cái hang ở dưới góc tường. Ba ba định rút vào trong hang thì mấy chú chuột con chui ra, kêu chích chích chào ba ba, rồi nói giọng ngọt ngào: "Đây là nhà của chúng tớ." Ba ba lại nghĩ: "Hay là nhà của mình ở trên núi nhỉ?" Chú bò chậm chạp lên trên một cái hốc núi. Vừa lúc đó thì gấu con trong hốc đi ra. À, hốc núi là nhà của gấu con. Bà ba nghĩ mãi: "Có khi nhà mình ở dưới sông cũng nên." Rồi chú bò đến bên bờ con sông nhỏ. Vừa mới xuống nước bơi được một quãng ngắn, bà ba thấy ngạt đến không thở được. Chú dội lên ngồi nghỉ trên một phiến đá ven bờ. Bỗng có một cô ốc sên nhỏ từ trong hẻm đá bò ra. Bà ba liền hỏi thăm: "Cô bé ốc sên xinh đẹp ơi, có biết nhà của anh đâu không?" Ốc sên có đôi má đỏ bồ quân tươi cười, nhìn ba ba từ đầu đến chân rồi trả lời: "Ái chà, sao mà anh ngốc thế? Anh cứ nhìn kỹ em đi, rồi ngắm cái lưng của mình sẽ biết." Bà ba ngoảnh cổ nhìn cái mai của mình, y như viên ngói lợp trên lưng, mà lại giống màu vỏ ốc sên. Thế là bà ba đã tìm được nhà của mình. Chú ba ba không biết nhà của mình ở đâu, bèn đi tìm. Chú đi tìm trên mặt đất, trên sông, trên núi, nhưng không tìm được nhà của mình. Cuối cùng, ba ba gặp ốc sên xinh đẹp đã chỉ cho chú biết nhà của mình đấy các bạn ạ.